cặp đôi nổi tiếng chi gần cả tỷ xây bếp nhưng một năm nấu ăn chỉ được vài lần, bếp có thể là nơi tạo ra những món ăn ngon, giữ hơi ấm trong căn nhà. Nhưng bếp cũng có thể là nơi để thỏa sức sáng tạo, đây có một cách thật đặc biệt chẳng giống ai. Chính cô em Trendy, Khánh Linh và bạn trai doanh nhân Vũ Minh Công cũng phải thừa nhận điều này trong House Are You. Tập 2 với host Kiên Hoàng, khi mà nghĩ đến bếp thì tụi mình nghĩ đến như thế nào là một cái bếp đẹp thay vì là một cái bếp tiện nấu ăn và quả thực đúng như vậy căn bếp tốn gần cả tỷ đồng đầu tư nhưng chỉ được gia chủ sử dụng vài lần trong năm. Căn bếp nằm trong một không gian mở, nên dù host kiên hoàng có đứng ở đâu trong căn duper rộng gần 140 mét vuông này cũng có thể nhìn thấy toàn cảnh. Vì đón ánh sáng trực tiếp từ ban công hắt vào, cộng thêm nội thất được phối trắng xám đang xen nên căn bếp nhà cô em Trendy lúc nào cũng sạch bông kinh kích. Thêm cả việc gia chủ chẳng mấy khi vào bếp, nên không gian này càng không bị ám mùi đồ ăn hay ẩm ướt, bạn trai Khánh Linh, Minh Công cũng chia sẻ với host Kiên Hoàng. Rằng góc bếp mang tính trưng bày và sưu tầm các ai tầm thu hút người chơi nội thất là chủ yếu, ví dụ như bàn ăn tám ghế với phong cách hoàn toàn khác nhau, kiểu dáng và màu sắc độc lạ bắt mắt. Hay chiếc kệ sách được đặt ngay trong gian bếp chỉ vì gia chủ thích sách, trong nhà gốc nào cũng có. Thêm cả nội thất được đầu tư xịn sò không thiếu món đồ gia dụng nào. Tóm gọn lại thì, nhìn đâu cũng đắt tiền.